Ơn anh em, bác nào cần dây loa, dây AV cắm đầu đĩa, cắm lọc nhạc hoặc là dây cắm điện thoại 3.5, đặt hàng cửa hàng lại gói gửi cho anh em nhé. Sáng nay cửa hàng gói gửi cũng có tầm 7-8 dây cho khách, cửa hàng lại quay một chút để anh em có thể tham khảo. Đó là những cái dây AV của Đức, hàng tồn kho. Những cái dây này có cái đầu cắm cực kỳ xịn luôn, và cái chất liệu bên trong cái dây nó tốt. Những cái sản phẩm chất lượng mà giá rẻ bình dân thì cửa hàng sẽ lấy về phục vụ anh em, đó là tiêu chí. Và anh em yên tâm về chất lượng nhé, chất lượng nó cực tốt luôn. Dây này cửa hàng đã bán mấy trăm dây trong thời gian gần đây rồi. Anh em có thể nhìn thấy cái đầu cắm này, nó xịn, nó dày, nó chắc. Nếu là mà nó mỏng ấy, thì là các bác cắm một thời gian nó bị mô ve, nó gãy, nó mất âm. Rất nhiều bác khách mua hàng của cửa hàng tôi mua âm ly về dùng những cái dây kém ấy, xong là nó cứ chập chờn, nó không tiếp xúc mà nó mất một vế tiếng thì lại cứ đổi cho âm ly. Thử chán thử chê rồi đến cuối cùng thử ra là dây. Mặc dù cái dây các bác nhìn qua thì là thấy nó vẫn bình thường, thấy nó cắm này nó vẫn bình thường, cái dây kém chất lượng ấy. Nhưng mà thực tế là nó không tiếp xúc hoặc là nó đứt ngậm bên trong thì là nó không truyền tải được tín hiệu, thì là nó sinh ra mất vế loa. Mất vế loa, mất vế vặn volume trên ba lăng của âm ly. Nguyên nhân chính là do vậy anh em nhé. Và đấy cũng là cách cách để các bác thử đồ âm thanh. Thử đồ âm thanh để mình loại trừ xem là do thiết bị của mình nó hỏng do từ đâu. Còn cái dây này là dây loa của Mỹ, Montez, cửa vẫn bán nó dẹt này. Dây này tuốt ra thì kim loại như thế này, nhưng mà nếu mà tuốt sâu vào trong này nó gồm 4 cái sợi cơ. 4 cái sợi to lắm. Đây xoay vòng tròn lại cho nó nhỏ thì nó như thế này, chứ còn tước ra dài nó là bộ này. Có bác mua cả đầu thì tôi cắt sẵn cả đầu luôn. 100.000 một mét anh em nhá. Bề ngang nó gần bằng đầu ngón tay cái đó. Dây này cực xịn luôn. 100.000, báo giá là giá tại cửa hàng không bao ship anh em nhá. Đây là 200.000 này, một dây này. Đó. Còn cái dây này là dây cắm điện thoại hay còn gọi là dây AV 3.5. Cũng 200.000 một dây. Dây này dây Mỹ anh em nhé. Cái này của Mỹ, cái này của Đức à. Đó. Này tôi gửi đi, có bác mua nhiều mấy dây liền thì lại đóng gói gửi đi, tiện quay luôn một đoạn anh em tham khảo. Thì giá thì rất bình dân. Nói là một cái dây xịn như này mà giá 200.000 là rất bình dân đấy anh em ạ. Như chất lượng các bác nhận được thì nó rất tốt. Nó rất tốt so với những cái dây mà các bác nếu đã dùng những cái dây kém chất lượng của Trung Quốc thì nó rất tốt hơn nhiều. Đó. Điều tôi muốn nhắn nhủ của anh em điều đó. Xin cảm ơn anh em theo dõi. Còn tiền ship các bác ở Hà Nội là 17.000. Còn các bác ở tỉnh xa là 30 đến 38.000. Bởi vì có bác ở huyện, có bác ở xã, vùng sâu, vùng xa. Còn bác ở thành phố thì nó ít tiền hơn. Xin cảm ơn. Cửa hàng lại gói thêm cho một bác khách hàng ở Lê Chân, Hải Phòng mua lần thứ 2 GV anh em nhé. Cái đoạn video này thì là mục đích quay thêm đoạn này là để cho anh em biết được là cái dây này nó chất lượng thì khách hàng mới mua thêm nhiều như vậy anh em nhé. Bác ấy ở Lê Chân, Hải Phòng đã mua 4 dây AV này, một dây 3.5 này. Hôm nay bác lại đặt thêm 2 dây AV. Đó. 2 dây AV tôi lại gói tiếp. Đây là đoạn video chứng minh là dây chất lượng, khách hàng mua nhiều như vậy anh em nhé. Có rất nhiều bác mua 5-10 dây. Xin cảm ơn.